Bởi thưa quý vị, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ phá hoại 130 cây cao su của gia đình ông Trần Đức Lý ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Đây đã là lần thứ tư vườn cao su của gia đình ông Lý bị phá hoại. Đáng chú ý, ông Lý là người từng đứng ra tố cáo phanh phui nhiều vụ việc liên quan đến sai phạm quản lý và sử dụng đất rừng ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo đơn trình báo của ông Trần Đức Lý, ngày 29 tháng 6, ông Lý vào thăm vườn cao su cách nhà khoảng 2 km thì phát hiện nhiều dấu chân lạ trong vườn. Qua kiểm tra thì thấy hàng trăm cây cao su hơn 2 tháng tuổi đã bị kẻ gian nhổ bỏ, đập phá chết hoàn toàn. Nhận tin báo, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Tân Lợi đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ việc để tiến hành điều tra, làm rõ. Điều đáng nói ở đây là lần thứ tư, vườn cây cao su của gia đình ông Lý bị kẻ gian đập phá, nhổ bỏ. Ông Trần Đức Lý là người từng đứng ra tố cáo phanh phui nhiều vụ việc liên quan đến sai phạm quản lý và sử dụng đất rừng ở huyện Đồng Phú. Tháng 10 năm 2018, từ tố cáo và cung cấp thông tin của ông Lý, cơ quan chức năng và báo chí đã vạch trần vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, nông lâm trường Tân Lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Bình Phước. Sau đó, Công an và Hạt Kiểm Lâm đã xác minh được thủ phạm phá rừng là Nguyễn Đặng An, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Phúc. Sau hàng loạt tố cáo thì xuất hiện kẻ gian chặt phá cao su, vườn tiêu nhà ông Lý.